cái này khó nhỏ không, nó nguyên một bụi bụi vậy đâu có nhỏ được. Ừ, phải vậy cuốn vậy đâu ai vậy đâu có gì đâu mà sợ mất mà ra đây ngủ làm chi. Biết đâu tối ta lại cuốc, mình chồng cực khổ lắm sợ người ta cuốc á. Lại nữa không chị? Không lại không, mà mỗi vụ là hai chiếc, mỗi vụ là lên hai chiếc rồi đó. Này cú lùng ha. Này có bán không? Bán. Nhiêu ký? Cái này 20, cái này 30, cái này 15 con. Đây 15 con lỗi hả? Này nhiêu? Cái đó 12 à, cái đất đất. Cái đất này 12, cái này nó đào đất. À nó sắn xuống bị đất ở tạm vô hả? Nó này bột không? Rồi cái này. Cái đó 20. Cái này là 20 lần sao nó nguyên. Mà nó nhỏ. Nó nhỏ. Còn cái này là củ lớn. Lỡ mà thấy vô cái này nè. Trồng cây gì? Cái này trồng củ hay hay trồng cây? Trồng cây á. Trồng cây hả? Trồng bằng thẳng. Cây là trong vườn đó đang cắt xong rồi ha. Đang nhỏ luôn. Hồi nãy giờ lấy cây trồng lại. Không, có tháng mưa kìa. Mưa nó mới trồng được chứ cây giờ trồng củ không có lên đâu. Trồng. Nó gụi hết cây này cái mới nó lên mọng mới á mới trồng được. Chứ giờ lấy cái củ này trồng là nó không lên. Không không, cái củ này chỉ ăn là trồng không được. Này 20 hả? 20. Lên đây coi anh. Cái lòng bò đó mà ơi em. Cái tiếng lòng bò nãy thấp lá. Thì vô mô mày, mày ăn môi tinh. Không bị đi. Môi tinh lại nhá. Không bị đi. Mỗi lần thu hoạch là nhiêu đây người? 4 người đào và 4 người phân loại. Phân loại có 2 người à, 2 người. 2 người à. Con cắt nhé. Con ta con dây. Con ta. Con dây. Con dây. Con dây. Con dây. Con dây. Con dây cho nó ngon. Cái này một cây trồng xuống là mấy tháng mới được củ như vậy? Một năm mấy. Tháng 6 là trồng ha. Tháng 6 trồng. Tới tháng này là một năm. Tới tháng mưa mới có giống. Tháng này nó không lên đâu. Không biết ủ giống nó không lên. Rồi nữa người ta lựa, người ta dọn gốc nó đi là người ta ủ lại. Tới tháng mưa nó lên mỏng á mới đem trồng được. À, giống như mấy cây thu hoạch giờ cái mình thu hoạch đây rồi mình còn để cho trồng ủ. Ủ cho nó lên cái mọng lại. Gom lại một đống vậy mình ủ lại. Tự nó nảy mọng lên hả? Nó lên mọng mới trồng được, ai không biết ủ đâu, không có lên mọng đâu. Hay ha. Phải biết cách ủ, ủ đó mình có phân gì không hay là có phân bón có, này có, kia không, có phân không, có biết bón phân đồ là ủ nó sụng nó ăn hết nè. Sụng ăn hết, không có củ ăn không được á. Trồng một năm mới được một cây vậy, được nhiều không cô? Đúng là thì một bụi cũng 4-5 kg. Một cây vậy hả, một bụi vậy nhổ lên 4-5 kg luôn hả? Cần khắc thì có khi lỗ vốn luôn nữa đó. Ồ, trồng một năm mà lỗ hả? Rồi, lỗ đó. Nguyên một vụ vậy mình có phân thuốc gì không? Sùng nó ăn là hư. Giờ cái này hư là bỏ hay là loại hả? Cái này chắc nhiều lắm á chị. Nặng ký chắc nhiều lắm hả? Ừ, ký nhiều lắm đó. Cho cái bọc đi. Cái này là về luộc thôi hả con? Hư à. Rửa sạch là luộc. Nó ngọt ngọt, nó bột bột nè. Bột, ăn vô. Ở đây
đâu vậy? Ở Long An. Hả? Ở Long An, chị biết không? Ở trên đó không có cây này đâu. Ở đây kết khoảng 150 cây số. Không có khoai này đâu. Ở Long An có hả? Mấy ký, 1 ký, 2 ký. Lấy 1 ký thôi. Lấy con bọng ký nữa đi. Này 20.000 hả? Giá này là trúng không cô? Bên đây là trúng. Trời ở đây á, nãy giờ lựa khoai đủ vốn đó. Giá này là được ha. Năm mùa bán 30. Mùa này là như vậy là trúng hả? Chú ăn rồi chú kiếm khoai này. Mới nốt hết rồi đó. Không có khoai lắm. Còn khoai thất là không có bột đâu. Nó ăn nó sượng sượng á. Khoai trúng thì ăn bột ngon lắm. Bởi vì bán được á. Còn khoai thất là bán được, thấy mấy người bán được là khoai thất là nhìn nó nhỏ xíu rồi. Nó không có tủ đâu. Chả một con chú ba chú chả. Có nhiêu đây hả cô? Có ruộng này hả? Nào hết đi. Còn bên đây còn mà. Còn có bên đó. Còn bên 2 ngày 11 hả? 2 ký hả? 2 ký. Cô là chủ cái này luôn hả gì? Chị có chị ở đâu? Dạ chỗ bệnh viện đó. Nhà trong hả? Viện y sản. Chồng bỏ vậy không có canh chừng ta chợ mà sao trời đó. Có trời đó. Trời. Vậy là ngủ đó một năm trời đó không hả? Không. Chưa có cũ ngủ chi. Trời ơi, có cũ mà giữ. Nó cỡ đào mới giữ chứ không có cũ giữ chi. Nó cỡ mấy tháng nó mới ra cũ cô. Cỡ tới tháng 10 là ra cũ rồi đó. Tháng 10 nay tháng 1 hả? Ừ. Vậy là ngủ tháng 10 là cỡ tháng 11 trên đó. 3 tháng ngủ ngoài đây. Nằm xương 3 tháng canh ha. Cái này khó nhổ không? Nó nguyên một bụi. Vậy đâu ai. Vậy đâu có gì đâu mà sợ mất mà ra đây ngủ làm chi? Biết đâu tối ta lại cốt mình chồng cực khổ lắm sợ ta cốt á. Khổ lắm. Mẹ lại giờ phân loại ra như vậy có người lại lấy không lấy lại lấy không trời lấy không kịp nữa vậy lấy hả không kịp. Lựa không kịp lấy luôn. Ủa cái khu này nhiều chỗ trồng không có mình con năm nay còn để cái khu mình nè có mình con trồng đất cũ hoài rồi đất có người để trồng đúng rồi phải để thời gian cho đất nó mà mở lại ha trồng hoài nó 3 năm mới trồng lại được. Rồi bạn chứng bạn anh em. Rồi vụ cuối cùng muốn ăn nữa là phải năm sau mới có. Ăn vậy là bỏ hết. Không có ăn được đâu. Cái này mình nấu là nó cứng nó sượng á, ăn không có được. Biết lựa mới ấy còn biết thấy người ta bỏ nó trời tốt quá sao bỏ. Cái đó là sượng người ta dục bỏ rồi đó. Còn người không biết người ta lựa. Nó bị con sùng á hả? Ừ, con sùng ăn á. Sùng ăn độc hơn khoai lang á, khoai lang còn ăn được con củ này ăn được. Củ ăn mát. Sùng khoai lang này. Cái sùng đâu ăn được. Sáng giờ là đào được có nhiêu đây hả cô? Nhiêu đây là được nhiêu công đất không? Mối lấy đi hết rồi, cái này còn là bán lẻ nè. Mối lấy là giá nhiêu? Giá 25. 25. À. Cái này bán mối 15. 15. Mối đã mua số lượng lớn. Số lượng nhiều. Người 150. Lại nữa không? Chị. Mối này được. Lại không mà mỗi vụ là 2 chiếc. À. Mỗi vụ là lên 2 chiếc rồi đó. Đào lên là thấy được 2 chiếc hả? Phải được vậy cũng đỡ mỗi năm đi. 5 năm là lên 10 chiếc rồi. Rồi mới trồng có năm à. Không, cái này thấy ít ai trồng ha. Ở cái vùng này á. Thất quá, ta nghĩ trồng hồi đó trồng hai bên là lục không á. Bây giờ còn chỉ có tôi mình à. Thất quá. Ta nghĩ trồng hết. Trên quê tôi không có loại này đâu.
đất sét hả, đất sao? Đất phèn. Ờ, đất cứng trồng không có củ đâu. Cứng trồng không có củ, đất cứng trồng là củ gan vậy nè. Nhìn nó đẹp quá ha. Vậy đó, là đất cứng đó. Không có củ được trồng ăn đâu. Này mình làm nhà không hả chị, có không, mướn, mướn không? Nhà chỉ có được có hai người nha. Hai người nhà ở nhà, nhà mướn không đó. Rồi, mực cực lắm á, dân công đào cực lắm á. Dạ. Yeah. Đào xong lên phải vũ hả? Vũ rồi đập đó. Đập cái nó rụng lại không, nó rớt lại không? Đập cái phủ. Thì ra gần lửa vậy nè, lửa vậy nè, lửa không kỹ thấy. Cho kỹ chút mới mối ta lại ta biết mình lựa đẹp á. Ừ. Ta lại lấy. Còn mình lựa ẩu á, người ta mua lần hai lần nó sùng ăn rồi nó gì làm ta bỏ rồi.